Tiếng con chị này, chị Khang tiếng lâu chưa? Khang lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi. Bao nhiêu lâu rồi? Cũng vài năm rồi, nó thành. Bây giờ tôi vô, tôi làm là cho bên coi ha. Cái này chỉ chút xíu mà 5 phút là nó giảm một cách rõ rệt. Ta gạch sáu dùng hai biết gạch hết đi. Để chị về chị cũng coi về chị làm theo ha. Dạ. Ừ. Chị vô cái lớp nội tạng, cái này không có đăng ở ngoài, chỉ đăng ở trong cái lớp mình cho chị theo coi thôi ha. Dạ. Ừ. Rồi. Để ổn định thần kinh 124 34 26 106 103 300 số 0. Xong rồi ta không có nghẹt, nghẹt đây nè, nó nghẹt ở cổ rồi nè. Nó nghẹt cái chỗ mạch nhâm á, tức là cái miệt thiên đột á. Đờm lên dưới đó, nó khó chịu lắm. Giờ tôi không có nghẹt. 14 275 14 275 61 61 61 61 19 Chị kia có hai cái đồn nhiều không? Dạ, có. Ờ, chơi đồn ha, tôi cho chứ lâm đồn. Đúng rồi. Lâm đồn bằng 32. 132 nằm ở đây. Hai trăm bảy mươi lăm đây. Ta đi giờ tao dốc phế, ta gạch tao hấp phế thôi. 47 491 tôi phục hồi phế. Rồi coi chuẩn bị ha, ta cái dòng gì ta đem vào ngoài chứ không. Bây giờ ta vô ta trị cái khàng cái giọng là vô vị có nào 26. 1 2 ta ghê cái này 26. Số 3. Số 3 hai bên. Số 8. Trăm lẻ sáu. Một trăm tám mươi. Mười bốn. Số không. Số không. Mười bốn. Số không. Rồi ta ấn cái thiên đột. Đây thiên đột. Thiên đột ta gạch lên. Ta gạch lên. Ta thông cái mạch nhâm rồi. Rồi. Xuống đi dưới này nè. Ở chỗ này nó có miệng côn lôn á thì nó nằm ở đây. Ha, nó nằm phía bên ngoài, góc bên ngoài ha. Đây ta chà đây. Cái chai nhẹ thôi, chỗ này đau lắm. Xong rồi ta đi cái huyệt Tam Nam Giao, Úa Dũng Tiền. Ta đi vào cái tiếng giáp. Tiếng giáp thì ở đây có cái tim, đó là hai cái lá phổi nằm ở đây. Ta đi vào tiếng giáp, ta khôi phục cái cổ lại. Xong rồi ta đi cái kẹt cái cổ. Rồi bên đây, bên cái dầu bên kia, à bên đây cũng là côn lôn. Cái bên này côn lôn thì bên kia nó là Thái Khê. Đây, ta coi thật được Thái Khê luôn đây nè.
Dạ. Như vậy ta đi vào cái nguyệt Vũng Tiền. Ta đi cái tiếng giáp. Tiếng giáp ở đây, gồm ở đây. Tiếng giáp này chị đau lưng hay lắm. Rồi xong ta đi cần cổ. Hết rồi. Dạ. Rồi hết rồi. Hết gì? Hết à, rồi. 1 2 3 4. Thấy nó hết dướng. Hết dướng chưa? Dạ hết. Hết dướng rồi. Hay ha. Dạ. Hết không hay đâu, đâu có hay. Hay nói dạ. Hết mới dạ. Không biết được. Không biết đang chịu cái gì luôn. Dạ, rồi xong rồi cái đó. Chị thấy chuyện hết thì đâu có hay không? Dạ. Ha. Dạ. Chị thấy tiếng rất là thanh hơn nãy dạ. Không? Ừ. Nãy ghè quá. Nãy ghè. Nãy gì cai cái lương cai nhạc đâu được đâu. Gì cai được rồi đó. Dạ. Cái gì ta coi cái nguyệt cái cho mấy cái này coi. Không sao đâu. Rồi. Đây. Rồi, cái này cái gọi là viêm thanh quản để dẫn đến khàn giọng. Cái gạo mất tiếng chị để sao mà thời gian nó mất tiếng luôn. Chị nói như con dịch sim vậy. Khạp. Nha, về coi cái lớp này làm y gan vậy là nó hết ha. Dạ. Là thêm lần nữa là tuyệt hơn. Dạ. Thì thường cái này khoảng nói chung là cũng 3 lần. Bây giờ dạ. Lần. Dạ. Chắc ăn là tới ngày chị về đây là 3 ngày nữa không? Dạ. 3 ngày nữa hết rồi nha. Dạ. Mời bây giờ mình làm tiếp nữa nha. Dạ. Coi nếu còn thì làm còn một mới nữa. Hai bữa trong còn thôi. Sáng đọc kinh được. Sáng đọc kinh biết được không? Dạ. Hy vọng là qua thêm Bồ Tát sẽ gia hộ giúp dạ. Tôi chị hết bệnh ha. Dạ. Rồi giúp cho chị là học duyên thành công ha. Dạ. Ừ. Đúng rồi chị đau phần cổ nó này cũng đau. Đúng quá. Ừ. Mà sao mà đụng vô cái đó là ốc gai nó. Đúng rồi do nhiễm lạnh đi. Ốc gai nó nổ chân chỗ này. Rồi. À, rồi nghỉ đi chút nữa ta chị thư pháp. Dạ. Rồi bây giờ chào các bạn đây. Nhớ ha bà này. Viêm thanh quản dẫn đến khan tiếng, nếu không chịu kịp thời sau này nó sẽ mất tiếng luôn, nó khá và rồi thôi xin chào các bạn.